Xin chào cả nhà. Cả nhà đang được thưởng thức chiếc cam cúc áo. Máy quay rất là rõ. Bên tay phải đang cầm đây này. Tay phải đang cầm đây là chiếc cam này. Đang được vừa cắm sạc, vừa sử dụng pin sạc. Đấy. Ở đây là đang quay trực tiếp bằng phần mềm. Đây là quay tốc độ 4K. Khi đang cầm sạc thì nó hơi nóng một chút. Nên là tốt nhất là sạc đầy rồi mới sử dụng, không nên vừa sạc vừa quay như tôi đang dùng đây. Đây là đang test cho mọi người. Đấy, con này sử dụng wifi được và phát cho mọi người xem xa được, cần có wifi thôi, nhưng mà chắc cũng không cần sử dụng đến wifi làm gì cả, bởi vì chỉ cần kết nối cái con điện thoại kia với cái thiết bị này qua cái kết nối wifi giữa điện thoại với cái cam cúc áo này thôi. Thế là mình có thể điều chỉnh được cam để nhìn hiển thị trên màn hình. Trên đấy thì có thể nhớ nó đã lưu rồi. Thì tôi đang nói đây thì cũng là lúc cái thẻ nhớ đang lưu lại hình ảnh này. Và tôi đang tắt cái chế độ phát loa ngoài của chiếc camera này, bởi vì khi thế khi nói ra nó sẽ vọng vào. Để tôi test bật cái loa lên nữa. Đây. Tôi nói đây thì nó sẽ phát ra loa đây.